thế nhỉ người của mình rồi chuyện tâm linh về năm Thìn bão lụt liệu có lặp lại lịch sử kinh hoàng sau 60 năm PKT xin chào các bạn người Việt Nam từ xưa đã có niềm tin vào chu kỳ vận hành của trời đất với mỗi năm mang những đặc trưng riêng biệt về thời tiết và vận mệnh trong số đó năm Giáp Thìn luôn được xem là năm đặc biệt không chỉ vì hình tượng con rồng linh thiêng mà còn vì những thiên tai dữ dội gây ra các thảm họa cướp đi sinh mạng của hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người đi kèm. Cứ mỗi lần rồng xuất hiện từ cổ trí kim là lại có những biến cố lớn xảy ra và không ít người cho rằng đây là điểm báo. Năm thìn bão lụt giờ không đơn thuần là một sự kiện trong lịch sử của vùng đất Nam Bộ mà đã trở thành thành ngữ để chỉ việc đã diễn ra quá lâu xưa cũ. Ôi, chuyện hồi năm thìn bão lụt tới giờ, ai mà nhớ? Vậy năm thìn lúc này 60 năm có lặp lại lịch sử kinh hoàng hay không? Lịch sử có lặp lại năm thìn bão lụt. Thình lình một trận bão thinh không, nước lụt năm rồng gặp tháng rồng. Dông thổi chốc cây chim khiếp vía, đất bằng nổi sóng, chúng kinh hồn. Đó là mấy câu thơ trích đăng trên tờ Nông Cổ Mín Đàm, số ra ngày 9 tháng 6 năm 1904. Nếu lật lại trang sử, ta sẽ thấy rằng hai cơn bão kinh hoàng nhất trong lịch sử Việt Nam đều rơi vào năm Giáp Thìn. Trước bão Yagi, cơn bão khốc liệt năm 1904 tại Nam Bộ và trận lụt lịch sử năm 1964 cũng đều diễn ra trong chu kỳ này, tạo nên một quy luật khí tượng đáng chú ý. Vào năm 1904, một cơn bão khủng khiếp đã quét qua Nam Kỳ Lục tỉnh tàn phá vùng đất này không chỉ về cơ sở vật chất mà còn làm mất đi hàng nghìn sinh mạng. Và cơn bão đó đã cách đây đúng 120 năm. Một cơn bão lớn đã đổ bộ vào Nam Bộ, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Chính trận bão này là nguồn gốc của câu nói năm thìn bão lụt. Nam Bộ, đặc biệt là Sài Gòn, từ lâu đã được biết đến với khí hậu dễ chịu, quanh năm nắng ấm, gió bão lớn hiếm khi xuất hiện. Người dân nơi đây thường không có nhiều kinh nghiệm ứng phó với bão so với miền Trung và miền Bắc. Tuy vậy lịch sử vẫn ghi nhận một cơn bão cực kỳ mạnh mẽ đã đổ bộ vào Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ gây tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản. Trong ký ức sâu đậm của nhiều người, biến cố tự nhiên này không dễ gì quên lãng bởi nỗi mất mát mà cơn bão gây ra là quá sức tưởng tượng. Sau cơn bão, một vùng rộng lớn của Nam Bộ đã bị tàn phá nặng nề, khiến cho bao nhiêu hộ gia đình phải rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Không giống với bất kỳ một sự kiện nào, năm thìn bão lụt được dân gian nhớ tới qua những câu ca đầy bi thảm cơn bão đi qua niềm đau ở lại, tiếng hờ khóc vang vọng một vùng. Đàn ông tìm cây lá cất tròi ở tạm đàn bà bòn mót lúa cho qua bữa. Ngày 19 tháng 3 âm lịch, dân làng tổ chức cuộc đi tìm chôn xác, gặp đâu chôn đó nhiều vô kể. Cũng cần nói thêm đến tháng 5 năm đó, phần do người và vật chết sinh trương, phần cây cỏ ẩm mục. Nhà cửa ngập lụt không vệ sinh nên người dân gò công lại hứng họa dịch bệnh, khổ ải vô cùng. Dân gian Gò Công còn lưu truyền bài thơ bão rất dài miêu tả cảnh khốn cùng sau cơn bão lụt. Bài thơ có đoạn, rủ nhau dập xác cho liền, gặp đâu chôn đó chớ hề ai khiêng, thân chết chôn rồi đã yên, còn người sống sót gạo tiền đâu ăn. Sau bão là bệnh dịch hoành hành, khung cảnh mà cụ Việt Cúc thuật lại thật đau xót, mất mát biết dường nào. Có gia đình chỉ trong 10 ngày chết ba người, có nhà thì đứa em chết sớm mai, chiều tối người chị chết. Khiêng người này ra chôn rồi kế về khiêng người khác đi chôn nữa. Cụ kể đầu xóm nghe tiếng cưa cây đóng quách, giữa xóm cành cạch tiếng niêm hòm. Chết nhiều đến nỗi, thiếu hòm thiếu ván để đóng quách mà chôn Thật rùng rợn, kinh hoàng. Theo các tài liệu lịch sử, cơn bão Giáp Thìn đã tác động mạnh đến hầu như toàn bộ khu vực Nam Bộ, thậm chí lan sang Campuchia. Những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nhất bao gồm Gò Công, Mỹ Tho, Tiền Giang, Tân An, Long An, chợ lớn gia định thành phố Hồ Chí Minh và các vùng ven biển. Nhiều làng ven biển đã bị nhấn chìm bởi dòng nước biển dâng cao đến 3,5 mét, gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Khoảng 40 năm sau, trong ấn phẩm cuối cùng phát hành ngày 8 tháng 6 năm 1944, tờ Nam Kỳ Tuần Báo do nhà văn Hồ Biểu Tránh chủ biên đã đăng tải một bài viết mô tả chi tiết về cơn bão lịch sử năm 1904. Bài viết cho biết cơn bão đã khiến phần lớn những ngôi nhà lá, nhà cũ ở khu vực Sài Gòn bị sập hoặc tốc mái. Tàu thuyền cũng bị sóng to gió lớn đánh giạt vào nhau, va chạm và chìm xuống dòng nước. Theo số liệu của nhà chức trách thời đó, riêng tại Sài Gòn, cơn bão năm Giáp Thìn đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.000 người, gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 40 triệu đồng, tương đương với khoảng 1.000 tỷ đồng theo giá trị hiện nay. Cơn bão không chỉ tàn phá Sài Gòn mà còn ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Nam Bộ, trong đó Gò Công và các vùng lân cận chịu thiệt hại nặng nề nhất. Hơn 60% nhà cửa tại khu vực này bị sập đổ, khoảng 5.000 người chết đuối tại các làng ven biển và 80% gia súc bị cuốn trôi. Theo các câu thơ về dân gian truyền miệng, số người thiệt mạng lên đến một muôn hai, tức là khoảng 12.000 người. Theo các nhà khoa học, trận bão lụt năm Giáp Thìn 1904 là trận sóng thần, địa bàn ảnh hưởng của nó hầu như khắp miền Nam Việt Nam và sang tận Campuchia. Tròn 120 năm trôi qua, năm thìn bão lụt vẫn là thiên tai kinh hoàng với người dân Nam Bộ. Rồi năm 1964, miền Trung lại phải hứng chịu một cơn bão ác liệt khác khiến nhiều người hoang mang tự hỏi. Phải chăng Giáp Thìn mang theo một lời nguyện thiên tai? Sau 6 thập kỷ kể từ cơn bão Giáp Thìn 1904, lịch sử dường như lặp lại khi một trận lụt khủng khiếp khác cũng xảy ra vào cuối năm 1964 tại miền Trung, mang theo những tổn thất nặng nề về con người và tài sản. Cuối năm 1964, năm Giáp Thìn, khi phong trào đồng khởi tại Quảng Nam và Quảng Đà đang đạt được những thành công đáng kể, một trận lụt lịch sử đã xảy ra. Sau này, mỗi khi nhắc đến, người ta thường gọi đó là thảm họa năm Thìn. Theo các tài liệu lịch sử, vào đầu tháng 11 năm 1964, một trận lụt kinh lịch sử đã tàn phá nghiêm trọng các khu vực dọc hai con sông Thu Bồn và Vu Gia, gây thiệt hại lớn về tài sản và con người. Hàng vạn ngôi nhà bị nước cuốn trôi, hàng nghìn người mất mạng, cùng với hàng nghìn hecta đất nông nghiệp bị ngập lụt và thiệt hại về mùa màng. Những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất bao gồm Đại Lộc, Quế Sơn, bao gồm cả huyện nông Sơn hiện tại, Điện Bàn và Duy Xuyên. Trận lụt này đã gây ra nạn đói nghiêm trọng đe dọa nhiều khu vực ven biển miền Trung và ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc kháng chiến. Tuy nhiên, chính trong tình cảnh ngặt nghèo đó, Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam, Quảng Đà đã kiên cường vượt qua thử thách, khắc phục hậu quả và nhanh chóng ổn định cuộc sống. Giờ đây 60 năm vào năm 2024, một cơn bão mạnh nhất trên thế giới lại đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam, khiến không ít người lo lắng liệu chu kỳ bão tố của Giáp Thìn có thực sự tái diễn. Các cơ quan khí tượng nhận định rằng bão số 3 Yagi là siêu bão mạnh nhất trong năm 2024 tại khu vực Tây Thái Bình Dương, thiết lập nhiều kỷ lục mới. Theo các chuyên gia khí tượng, đây là một cơn bão cực kỳ mạnh với hoạn lưu rộng lớn, gây ảnh hưởng trên diện rộng. Thái Nguyên, Yên Bái, Cao Bằng, Sập Cầu, Phong Châu, Phú Thọ, người dân Hà Nội, Thái Bình, Nam Định đang kêu cứu đã có biết bao gia đình chưa kịp kêu cứu đã bị dòng lũ sạt lở cuốn phăng. Từ cơn bão giáp thìn 1904 gây tàn phá nặng nề tại Nam Bộ đến trận lụt lịch sử năm 1964 tại miền Trung và nay là siêu bão Zagi năm 2024, chu kỳ về những trận bão cực mạnh trong năm giáp thìn lại tiếp tục diễn ra. Không ai dám chắc liệu chu kỳ 60 năm này là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là một quy luật tự nhiên chưa được giải mã. Chỉ mong rằng trong cơn bão lần này tất cả chúng ta đều bình an và an toàn trước sức mạnh của thiên nhiên. Tàng thương quá, năm thìn ơi! Rồng trong văn hóa phương Đông luôn biểu tượng cho sức mạnh, sự thịnh vượng và may mắn. Nhưng tại sao khi rồng xuất hiện tại Việt Nam lại thường kèm theo những trận bão tố kinh hoàng? Có lẽ, rồng không chỉ mang lại may mắn như nhiều người vẫn nghĩ, mà còn là sự cảnh tỉnh về sức mạnh vô biên của thiên nhiên. Sự xuất hiện của rồng trong năm giáp thìn có thể được coi là dấu hiệu của một chu kỳ vận động lớn hơn không chỉ là điểm báo cho những thiên tai mà còn là cơ hội để đất nước vươn lên trở thành một con rồng thực thụ của châu Á. Từ góc nhìn của những người yêu văn hóa truyền thống, có lẽ sự lặp lại của các cơn bão trong năm Giáp Thìn không chỉ là sự trùng hợp. Đây có thể là một dấu ấn trong chu kỳ thiên nhiên, nơi mà rồng xuất hiện không chỉ để gieo rắc sợ hãi mà còn để tái sinh để chuyển hóa những khó khăn thành cơ hội. Nhìn vào bối cảnh hiện tại, Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ trên bản đồ thế giới với những tiến bộ kinh tế và chính trị đáng kể. Phải chăng rồng đang tái sinh và chính những trận phong ba bão tố này sẽ là chất xúc tác để thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng lâu dài? Nếu nhìn nhận từ một góc độ khách quan và khoa học, không thể phủ nhận rằng những trận bão mạnh xuất hiện trong năm Giáp Thìn có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên trong chu kỳ thời tiết. Nhưng đối với người Việt, mỗi cơn bão đi qua không chỉ để lại những tổn thất mà còn khắc sâu thêm lòng kiên cường, đoàn kết giúp đất nước càng mạnh mẽ hơn. Mỗi trận bão, mỗi cơn phong ba là thử thách nhưng cũng là cơ hội để chứng minh sức mạnh của cả dân tộc. Vậy, liệu dòng năm Giáp Thìn 2024 sẽ tiếp tục mang đến bão tố và phong ba? Hay đây sẽ là thời khắc đánh dấu một sự chuyển mình, một lần tái sinh để Việt Nam vươn lên thành một con rồng châu Á thực thụ? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Nhưng một điều chắc chắn rằng, dù cho những cơn bão có đến, dân tộc Việt Nam luôn sẵn sàng đối mặt, vượt qua và tiến bước. Đây không chỉ là câu chuyện của những thiên tai mà còn là câu chuyện của ý chí và lòng quyết tâm của một dân tộc không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn. Ông rồng là ai? Đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu sơ qua về ông rồng như thế nào. Trong một số thần thoại, rồng gắn liền với sự tích có thần thông gọi là hô mưa gọi gió, trong Tây Du Ký còn gọi là Long Vương, rồng là loài thần thú cao quý cai trị thủy giới và là một trong những chủng tộc mạnh nhất bảo vệ Phật pháp và thiên đạo. Theo truyền thuyết và kinh điển Long tộc phương Đông ứng với ba cảnh giới là Phàm Long, Thiên Long và Thần Long. Phàm Long là rồng ở cõi người, Thiên Long là rồng sống ở các tầng trời Tam giới và cuối cùng là Thần Long. Long tộc ngoài Tam giới, sử sách nhiều lần ghi lại sự xuất hiện của rồng, như rồng vàng xuất hiện trước thiên ngự của Lý Thái Tổ khai sinh ra kinh thành Thăng Long huyền thoại. Rồng vàng cũng ấp trên người Lê Hoàn lúc còn bé. Khi tìm hiểu xem rồng có thật hay không, thấy một sự kiện mà không thể tin được. Nhưng điều này cũng có lý do. Mình tin rằng rồng có thật, nhưng họ sống ở thế giới vô vi. Những ai có cùng tần số rung động với rồng thì mới có thể nhìn thấy họ. Có thể trong thời kỳ hồng hoang hàng triệu triệu năm trước, các thần thú và rồng là có thật. Nhưng thời nay họ đã tiến lên một tần số cao hơn, có thể là ở một vũ trụ 12D hoặc dành cho những người có nhân duyên có thể gặp được họ. Những người tin vào vô vi, tin vào tâm linh thì mới có thể gặp được những vị thần thú, đặc biệt là rồng. Thậm chí rồng có thể ở quanh chúng ta, chỉ là ta không thấy được bằng mắt thường mà thôi. Vì vậy dữ liệu và sự kiện xuất hiện gần đây như năm 1934, làm sao có thể thấy được rồng bằng xương bằng thịt, điều này chỉ là tương đối, không hoàn toàn chính xác. Jaggy là cơn bão số 3 mạnh nhất trong 30 năm trở lại đây, với sức gió mạnh nhất đạt cấp 16 và cấp 17. Vào trưa và chiều ngày 7 tháng 9, bão đi qua đất liền khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình với cường độ từ cấp 10 đến cấp 12. Miền Bắc hứng chịu mưa lớn và gió mạnh khi bão số 3 ập vào. Để xem chi tiết về cơn bão Yagi năm Giáp Thìn 2024, chúng ta có thể tìm hiểu thêm thông tin trên báo chí đã có nên chúng tôi xin phép không nhắc lại. Sau khi tổng hợp lại ba cơn bão cực kỳ lớn của Việt Nam vào những năm Giáp Thìn, năm con rồng, chúng tôi đã có những phân tích về sự xuất hiện của các hiện tượng liên quan đến rồng và dấu tích của thần rồng. Một số người không tin vào sự tồn tại của rồng, nhưng chúng tôi đã giải thích nhiều lần rằng đó là một loại thần thú thuộc về thế giới vô vi, một cảnh giới mà chúng ta không thể thấy được trừ khi chúng ta đồng nhất với tần số rung động của loài rồng. Chúng tôi cho rằng sự hiện diện của loài rồng thường liên quan đến nước, gọi là rồng nước có thể gây ra những hiện tượng tự nhiên như mưa bão lũ lụt. Điều này đã được thể hiện rõ ràng trong những năm giáp thìn, năm 1904, 1964 và năm 2024. Tuy nhiên, những năm thìn khác cũng có thể xảy ra các hiện tượng tự nhiên tương tự, không chỉ riêng 3 năm này. Có nhiều bình luận về lý do xảy ra bão lũ lụt. Có người cho rằng đó là do con người không sống hiền lành, không tu tập hoặc năm thìn rồng nổi dậy để thanh lọc thời kỳ này Chúng tôi cũng nhắc đến một câu chuyện về Nam Kỳ, nơi từng được gọi là đất Phật, nhưng cuối cùng vẫn xảy ra bão lũ rất lớn. Nhiều người tin rằng khi là Phật tử, con của Đức Phật sẽ được bảo hộ. Nhưng thực tế, theo lời dạy của Đức Phật, cuộc sống luôn biến đổi theo luật vô thường và nhân quả. Chúng ta không nên bám chấp vào những khó khăn và cần xem chúng là cơ hội để học hỏi và phát triển tâm linh. Chúng tôi cũng đưa ra một ví dụ về tình hình Phật giáo ở các quốc gia như Ấn Độ, Myanmar và Sri Lanka, nơi Phật pháp đang gặp nhiều khó khăn, chứng tỏ rằng không phải lúc nào nơi có Phật pháp cũng được bảo vệ khỏi mọi thử thách. Chúng tôi mạn phép kết luận rằng mọi hiện tượng trong cuộc sống từ thiên tai đến những khó khăn cá nhân đều là tự nhiên và phải được đón nhận với sự hiểu biết về quy luật sinh trụ hoại diệt. Thật khó để phủ nhận sức mạnh của niềm tin tâm linh trong đời sống của người Việt. Nhưng câu chuyện về năm thìn, về sự thịnh nộ của rồng hay các vị thần linh luôn là một phần trong văn hóa tín ngưỡng dân gian. Nhưng cũng cần nhận thức rõ ràng rằng chuyện tâm linh không phải lúc nào cũng có thể lý giải. Một trận bão, một cơn lũ đến đều mang theo những lý do rất cụ thể. Môi trường bị tàn phá, hệ sinh thái mất cân bằng, băng tan và nước biển dâng cao. Thay vì đổ lỗi cho các vị thần linh, điều chúng ta cần làm là nhìn lại chính mình. Chúng ta có đang sống hòa hợp với thiên nhiên không? hay chính chúng ta là nguyên nhân khiến thiên tai ngày một khốc liệt hơn. Khi nhìn lại chu kỳ 60 năm, người ta không khỏi suy nghĩ về mối liên hệ giữa năm Giáp Thìn 1964 và năm Giáp Thìn 2024. Lịch sử đã chứng kiến những trận bão lụt kinh hoàng và giờ đây, với sự xuất hiện của cơn bão số 3 Gia Ghi, mạnh nhất trong 30 năm trở lại đây, người ta không thể không lo sợ về sự lặp lại của những thảm họa tương tự. Nhưng liệu tất cả chỉ là sự trùng hợp hay có phải là chúng ta đã quên đi bài học của quá khứ? nếu chúng ta tiếp tục phá hoại môi trường, tiếp tục sống vô trách nhiệm với thiên nhiên, thì không chỉ năm thìn mà bất kỳ năm nào chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của mẹ trái đất. Chuyện tâm linh hay quy luật tự nhiên dù tin vào điều gì chúng ta đều không thể chối bỏ sự thật rằng thiên nhiên đang cảnh báo con người năm thìn bão lụt có lặp lại hay không. Điều quan trọng là cách chúng ta chuẩn bị và đối phó với những thử thách mà thiên nhiên đã đặt ra. Đừng chỉ chờ đợi và hy vọng vào sự bảo hộ của thần linh điều quan trọng hơn là chính chúng ta phải thay đổi phải biết tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên chỉ khi làm được điều đó chúng ta mới có thể hy vọng rằng dù là năm thìn hay bất kỳ năm nào khác thiên nhiên sẽ không còn nổi giận với chúng ta nữa